con vào xem mọi người chuẩn bị xong chưa? Dạ được, con vào xem mọi người xong chưa. Vậy còn ban nhạc thì khi nào tới đây con? Dạ đừng lo, ba cứ để đó cho con đi, con sắp xếp cho ba được mà. Cần chuyện gì cứ việc nói với anh nha. Dạ được được. Cha Ruti khoan đã, con vẫn chưa chuẩn bị xong sao? Ông ơi, con đang đi tìm mẹ của con đi nè. Không biết mẹ con để đôi bông tai ở đâu mà tìm hoài không thấy. Con đi tìm nó rồi xuống đây ngay với mọi người mà ông. Con mang đôi khác cũng được mà, đâu cần phải là đôi đố. Ông ơi, không có được. Ba ơi ba, giờ có hối nó cũng vô ích mà thôi. Phụ nữ mà sửa soạn thì họ không quan tâm tới thời gian hay mấy chuyện khác nữa đâu ba. Có gì mà không đúng. Em gái của chú rể phải trông thật xinh đẹp vào ngày hôm nay chứ. Con tìm đôi bông tai của con phải không? Nó nằm ở trong cái hộp màu đỏ ở bàn trang điểm đó. Con vào đây với mẹ. Dạ mẹ. Con thấy chưa, hôm nay là ngày quan trọng như vậy mà mẹ con tới chỗ Tini tới giờ vẫn chưa về. Bà ấy đi đâu vậy không biết nữa. Đáng lẽ giờ này phải ở mẹ đây rồi. Mẹ sẽ về ngay thôi bà. Kìa, mẹ về rồi kìa. Tôi về tới rồi đi. Mà chuyện gì vậy? Hai người làm gì mà chuẩn bị sớm vậy? Chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian kia mà. Đây là đám cưới của cháu trai tôi, và tôi không muốn chuyện trễ nải gì hôm nay đâu. Bà làm ơn mau vào chuẩn bị nhanh lên đi, nhanh lên. Tôi đi liền đừng có hối nữa mà. Nhưng trước hết hai người coi tôi có cái gì nè. Cái gì vậy? Đây là áo cưới bác sẽ mặc hôm nay đó. Là lễ phục sao? Nó sẽ mặc cái này đi đón dâu. Tini gửi cái này cho bác, quà bên nhà gái. Thiệt hả mẹ? Tini nó gửi lễ phục cho bác hay sao? Mẹ ơi, con nói thiệt nha, trước khi cái áo chú rể này có thể tới tay của bác, tốt nhất nên mở nó ra coi thế nào đã. Dù gì thì Tini cũng không phải là người sành sỏi về mấy chuyện thời trang. Chắc nó đã đi đặt may ở mấy tiệm may bình dân rồi. Còn bác nhà mình lại là người toàn mặc đồ hiệu không à. Làm sao mà có thể mặc mấy bộ đồ rẻ tiền như vậy được chứ mẹ, đúng không? Nhanh lên đi mẹ, chúng ta mở ra coi sao đi. Con không bao giờ tử tế hơn được sao Bonnie. Đi làm chuyện nào ít mỉa mai người khác một chút đi. Đừng có nói thêm nữa, cầm cái này cho mẹ. Mau lên, đi đưa cho bác đi con. Bác. Dạ sao thím? Coi nè, Tini gửi cái áo này cho con. Thím nói cho con nghe nha, cho dù là cô ấy đã ở với chúng ta hơn 9 tháng trời, nhưng mà tới giờ khẩu vị của cô ấy cũng toàn là đồ rẻ tiền, chẳng chút đẳng cấp. Thím đã nói mọi người ở dưới nhà là nên cẩn thận, cũng nên mở ra coi thử ở bên trong nó là cái gì để còn biết tính toán. Nhưng mà không ai chịu nghe lời thím hết. Nè con mau mở ra coi sao đi. Thím à, đây không phải là đồ đạc bình thường đâu. Đây là lễ phục cưới. Thím đừng quên, quà cưới thì không thứ gì trên đời này có thể định giá được đâu thím à. Mà không lẽ thím nhận không ra Tini đã đặt tình yêu mình vô đây sao? Thôi không nói nữa, mong thần linh ban phước cho chúng ta. Tini gửi tặng với tình yêu thì sao? Bộ thím còn thấy thương con sao bác? Bác à, thật ra con muốn mặc cái gì cũng được hết trơn á. Thím chỉ muốn trông con như một ông vua vào ngày hôm nay thôi. Vậy mà con còn lên lớp thím về tình yêu nữa. Tùy con, muốn làm gì thì làm đi. Không biết bác trông thế nào nữa. Mình sẽ gọi video cho bác để xem chú rể hôm nay trông ra sao. Anh Tini, gì em? Anh có nhận được lễ phục mẹ em gửi qua chưa? Anh có thích nó hay không vậy? Lễ phục rất đẹp đó. Mà khi nào thì anh mới tới đây để đón em đi đi hả? Đưa điện thoại lên cao một chút để cho em coi thử anh mặc bộ lễ phục này ra sao. Sắp tới giờ đón dâu rồi mà, sao em chưa chuẩn bị gì hết vậy? Phụ nữ mà chuẩn bị sửa soạn thì phiền phức hơn rất là nhiều. Đàn ông các anh á, chỉ cần 2 phút là xong rồi. Còn nếu như phụ nữ mà chuẩn bị thì nhiều thứ lắm. Nào là trang điểm, là dây chuyền, rồi bông tai, rồi quần áo. Nhưng mà anh đừng có căng thẳng nữa. Hôm nay có rất là nhiều người tới đây để giúp cho em sửa soạn mà. Tini, cũng may là em gọi cho anh. Vì thật ra anh đang có chuyện cần nói với em đó. Đáng lẽ anh nên nói sớm hơn với em, mà anh đã quên mất. Chuyện gì vậy? Anh mau nói đi. Tini à, anh muốn sau này em
đến với anh, giống như cách em vẫn luôn làm. Em có nhớ anh từng nói gì với em không? Anh hoàn toàn không muốn có thay đổi gì cả em. Hay là những việc mà em đang làm đó thì đi. Nhất là món bánh rán em làm, nếu hương vị của nó mà thay đổi thì... Thì sao? Sao hả? Anh cũng ghê gớm quá chứ Bát. Nghi lễ cưới còn chưa diễn ra mà anh đã muốn ra lệnh cho em rồi đó hả? Đợi đi, em sẽ cho anh coi em sẽ làm gì. Cái chày. Anh thấy cái này bao giờ chưa? Cái này không chỉ để làm bánh thôi đâu ha. Cái này mà đánh vào đầu của ai á thì người đó sẽ hết khôn lanh luôn đó. Anh hiểu chưa? Em nghĩ có lẽ là anh chưa biết hết điều kỳ diệu của cái chày này đâu ha. Vậy thì được rồi. Từ ngày 15 tháng 1, từ thứ hai tới thứ sáu, lúc 10 giờ rưỡi tối trên kênh truyền hình mà bà nội yêu thích, họ có chiếu một bộ phim. Bằng khi anh xem rồi á, bảo đảm là anh sẽ thay đổi quan điểm về cái chày này đó, anh biết chưa? Hả? À thôi nha, mọi người đang tới giúp em trang điểm rồi. Đây, đi. Có gì em gọi lại cho anh sao đây. Vậy? Đợi đã tên đi, em nghe anh nói đã. Em đã thấy anh rồi. Vậy khi nào em chuẩn bị xong? Em chụp một tấm hình gửi qua cho anh nha. Vì anh muốn xem thử hôm nay nhìn em xinh đẹp như thế nào Tini à. Tới lúc mà anh tới đây thì anh cũng sẽ thấy em trông như thế nào thôi mà. Thần Linh ơi, đẹp quá đi à. Sợi dây chuyền nặng quá trời. Sợi dây này không dưới 500 gram đâu. Có đúng không? Của bên nhà không gái của hả? Bên nhà gái. Tôi nghĩ là nhà chồng của Tini đã gửi tới thì có đó. Đúng vậy. Có cần tôi gọi cho nhà Banu Sali để hỏi lại chuyện này hay không? Tôi đã nói với mọi người ngay từ đầu rồi mà. Tất cả những thứ này á là nhờ Tini siêng năng mà có được. Tôi đã dành dụm đủ tiền để có thể đạt được tới điều này. Giờ thì thôi việc ghen tị lệ đi. Đưa lại sợi dây chuyền đây cho tôi. Tôi cần phải trang điểm đó. Mọi người lại giúp tôi đi. Lấy chồng giàu đúng là có khác ha. Thái độ khác hẳn lúc trước luôn đó. Nhưng mà còn mọi người thì chẳng bao giờ thay đổi hết. Sao mọi người cứ đứng đó làm gì? Lại giúp tôi sửa soạn nhanh lên. Đi. Mập với cô ấy đi nhanh lên. Anh à, anh biết địa chỉ này hay không? Tôi cần đi tới đó. Tôi biết khu này. Tôi sẽ chở cô tới đó. Chuẩn bị mấy cái vòng hoa này nhanh lên đi. Anh đang đùa với tôi đó hả? Đây không phải là đám cưới tầm thường đâu nha. Đây là đám cưới của chị Tini của tôi đó. Chị ấy sẽ cưới người giàu có nhất xứ Baroda này đó nha. Anh hiểu chưa? Anh trang trí hoa này lại cho đàng hoàng đi. Cho cái đó vào nữa. Mọi người, đoàn rước dâu tới rồi kìa. Nhanh lên, chuẩn bị vòng hoa đón họ nhanh lên đi. Nhanh lên. Nhà trai tới rồi, nhà trai tới rồi. Cô ấy làm gì mà chạy hớt bà mẹ quá Tini à. Tôi phải công nhận là cô chọn chồng đúng là rất giỏi đó. Nhìn đi, chú rể của cô nhìn như là hoàng tử vậy. Ai nhìn thấy cũng đều chích mê, chích mệt hết. Thì sao? Tini của chúng ta cũng trông như một cô công chúa rồi còn gì. Hai người họ nhìn vào cũng là trai tài gái sắc chứ bộ à. Mình không biết trái tim mình đang khao khát điều gì. Thật ra mình đang muốn làm gì đây?
xe bị sao vậy anh? À, cô đợi một chút, tôi xuống xem sao. Xe bị làm sao vậy không biết nữa. Sắp tới giờ làm lễ cưới rồi, mong là mình sẽ tới đó kịp lúc. Lại thần linh, xin người hãy giúp cho con. Chị Tini, chị đã yêu anh Bát bằng cả trái tim của mình. Hôm nay, mong ước của chị đã thành hiện thực. Nè, sao mọi người còn đứng yên đó, chơi nhạc to lên đi. Hôm nay là đám cưới của chị tôi. Hôm nay là đám cưới của chị tôi. Hôm nay là đám cưới của anh rể Bát. Bà đưa con dâu bà xuống làm lễ cưới. Dạ được. Làm ơn chạy xe nhanh lên đi. Tini không có mặc váy cưới mà chúng ta tặng cho nó, mà nó lại đi mặc một cái khác kìa. Nó không xem trọng gia đình mình sao? Bà ơi, hôm làm lễ con muốn thấy Bát thấy con trong bộ váy cưới khác, là bộ váy cưới của Suvari. Bà có thể cho con mặc bộ váy của Suvari được không bà? Nếu như làm như vậy á, con nghĩ là Bát sẽ rất hạnh phúc. Mẹ Indu, Charuti, đưa Tini vào đi con. Vậy là Tini mặc váy cưới của Suvari sao? Nhưng mà tại sao chứ? Sao vậy hả? Sao anh lại ngạc nhiên khi thấy em mặc bộ váy cưới của Suvari chứ? Anh biết không, em chỉ muốn là hôm nay Suvari cũng sẽ ở đây với chúng ta mà thôi, trong chính giây phút này. Cô dâu, chú rể đứng lên trao vòng hoa cho nhau. Mangalam Pundarikaksha Mangalaya Tanumhari.
Mời người nhà lên thực hiện nghi thức buộc khăn. Hai con đứng lên đi dọc quanh ngọn lửa đọc lời thề hôn nhân. Nghi thức đọc lời thề đã xong. Hai con hãy ngồi xuống đây. Chú rể thực hiện nghi thức bôi châu sa cho cô dâu. Thank you.
Chuyện gì vậy bác? Tiếp theo chú rể sẽ đeo dây chuyền cưới cho cô dâu. Nghi lễ cưới đã hoàn tất. Bắt đầu kể từ bây giờ, hai con là vợ chồng của nhau. Xin tạ ơn thần linh ban phước lành cho chú con. Tạ ơn người đã gắn kết những người yêu nhau. Giờ hai con đứng dậy, tới xin lời chúc phúc từ người lớn. आंखें हैं नम और लबों पे हंसी।
của mình đang ở ngay trước mắt. Nhưng mình lại không thể tới ôm nó được. Không thể để mọi người phát hiện ra mình. Xin chúc mừng, nghi lễ cưới đã được kết thúc. Giờ chúng ta hãy chuẩn bị làm lễ tiễn cô dâu. Hoan hô, đám cưới xong rồi. Anh Địa Bát, chúc mừng anh nha. Chị Tini à, em chúc mừng chị nha. Con xin gửi lời chúc mừng mọi người. Tới lúc tiễn chị Tini về nhà chồng rồi, con xin phép lên lấy đồ của chị ấy xuống đây nha. Hả, con đi. Bù đi à, thím lên giúp chúc can lấy đồ đạc của Tini xuống đi. Thím lên đó phụ một tay. Em hả? Tôi còn phải chăm Ipsita, không thì tôi đi phụ rồi. Được rồi chị. Ipsita, vậy là anh đã đặt tên cho con gái của chúng ta đúng như mình đã mong ước rồi. Không thể tin được lại có ngày mình lại phải đi gói đồ cho Tê Ni về nhà. Đúng là mệt mỏi mà. Chút Can đi đâu rồi không biết nữa. Ê cô kia, cô là ai vậy? Thiệt lạ lùng, có ai đi đám cưới mà lại che mặt lại như vậy đâu chứ. Đúng là ngu ngốc, đám cưới lớn như vậy thì phải đưa mặt ra để ít nhất còn được người ta cho ăn cho uống thỏa thích chứ. Đúng là không hiểu chuyện gì hết à. Cái thằng Chút Can này đâu mất rồi? Nghi lễ cưới đã được hoàn tất. Kể từ bây giờ, hai con sẽ là vợ chồng của nhau. Cô sao vậy, Sovereign? Cô muốn Bát và Tini trở thành một đôi, có đúng vậy không? Vậy tại sao hôm nay khi thấy Bát bô châu sa cho Tini, cô lại thấy đau đớn khó chịu? Cô không muốn điều này hay sao? Đương nhiên là rất khó khăn rồi. Bát là tình yêu của tôi, là cuộc đời của tôi. Khi thấy Bát bôi châu sa, tôi vừa cảm thấy đau đớn cho mình. Tôi lại vừa thấy vui cho Bát. Vì Bát sẽ có được niềm vui hạnh phúc. Nhưng tôi buồn là vì cảm thấy Bát đang dần rời xa tôi. Từ giờ tôi không có quyền gì với anh ấy nữa. Điều này khiến tôi không thể chịu đựng được. Từ khi nào cô trở nên yếu đuối tới vậy, Sovereign? Đi cô đừng quên rằng về mặt luật pháp thì cô vẫn là vợ của Bát mà. Thời gian vẫn chưa phải là quá muộn đâu. Quay lại đi, quay lại và tìm lại hạnh phúc của mình đi. Đi đi, chỉ cần Bát hạnh phúc là tôi cũng hạnh phúc. Tôi không thể quay lại được đâu. Hiện giờ họ đang hạnh phúc bên nhau, có lẽ tốt nhất là tôi nên rời khỏi nơi này. Nếu mọi người ăn xong rồi thì mau đứng lên đi, lễ tiễn cô dâu sắp bắt đầu rồi đó. Cô à cô, con không phải đi lấy chồng để thấy mọi người nước mắt giàn giụa đâu. Hôm nay mọi người phải cười thật là tươi lên chứ. Phải mừng cho Tini ranh ma của mọi người được sung sướng chứ hả? Chúc con gái hạnh phúc nha. Chị để đá vào trong vali của mình hay sao? Làm gì mà nặng quá vậy? Lưng của em đau hết luôn rồi. Em đem nó ra xe đi, nếu không trễ giờ của chị. Vậy hả? Em đang tìm cớ lánh đi để khóc một mình hay sao vậy chút Can? Nếu em trốn vào một chỗ nào đó ngồi khóc
thì làm sao chị có thể vui vẻ mà rời khỏi đây được chứ? Thôi đi chút Can, cậu đừng có ở đó làm nó xúc động nữa. Để yên cho chị cậu đi giùm đi. Bunny à, cảm xúc trong ngày hôn lễ luôn là một thứ cảm xúc đặc biệt. Một mặt thím sẽ rất là vui vì trở thành một phần của gia đình mới, nhưng mặt khác thì lại thấy rất buồn vì phải rời xa người thân. Mình em khóc là được rồi. Chị khóc theo em làm gì? Khóc mặt mũi tèm lem hết cho coi. Em không hiểu nổi mình nữa. Em rất mừng cho chị, nhưng mà không hiểu sao cứ như vậy, nước mắt của em cứ chảy ra. Cứ như là có ai đó đang dặn vòi nước trong mắt của em vậy, không ngừng lại được. Chị Tini à, em sẽ nhớ chị lắm đó. Chị đừng có quên em đó nha. Em bị điên rồi hả? Sao mà Tini quên em được chứ? Giờ thì cười vui vẻ để còn tiễn chị đi nữa. Được rồi, nếu như hai chị em bệnh rỉnh khóc lóc chia tay xong rồi á thì đi đi, bởi vì giờ lành cho lễ tiễn dâu sắp qua rồi, và chúng ta còn phải thực hiện rất nhiều nghi lễ ở nhà nữa chứ, đúng không? Bây giờ đi được chưa? Cô đang chờ xe hay là cần gọi xe taxi gì hả? Thứ lỗi cho tôi đã dừng hỏi cô khá đường đột, nhưng ở ngoài đường tối như vậy sẽ không tốt cho cô đâu. Nếu như cô không phiền thì cứ lên xe của tôi cho cô quá gian. Không cần đâu, tôi tự lo được rồi. Cô khoan đi đã, tôi hiểu mối lo ngại của cô mà. Nhưng đã tối như vậy mà cô còn đi ngoài đường một mình thì không an toàn lắm đâu, nguy hiểm cho cô lắm. Cô tin tôi đi, tôi là một người rất đàng hoàng. Tôi sẽ cho cô xem giấy tờ. Tôi sẽ ghi số điện thoại và biển số xe của mình cho cô xem. Cô muốn gửi cho bạn bè hay là người thân trong nhà gì cũng được, nhưng làm ơn hãy lên xe đi. Người này sẵn sàng đưa hết thông tin cá nhân cho mình, nhưng mà lên xe đi nhờ một người lạ mặt, mình cảm thấy không an toàn. Không cần đâu, cảm ơn anh nha. Tôi tự đi được rồi. Cô khoan hãy đi đã. Tôi đã thật lòng với cô lắm rồi. Đi một mình vào buổi tối như vậy không an toàn đâu. Làm ơn nghe tôi đi. Thật ra con đường này cũng không có an toàn lắm đâu. Được rồi, vậy tùy theo cô vậy, tôi cũng không ép nữa. Nhưng đúng là lúc này cũng khuya lắm rồi, con đường lại vắng vẻ không có ai. Khoan đã anh ơi. Được rồi, cô lên xe trước đi. Tini, thần linh đã đáp lại lời cầu nguyện của mẹ, và cuối cùng mẹ đã có con là con dâu của mẹ. Và mẹ cũng tin là mối quan hệ mẹ chồng con dâu này sẽ không khác gì mẹ con ruột thịt. Và chị cũng là chị của em nữa đó nha. Tini con à, ông là ba chồng của mẹ chồng con. Với vai trò này thì con phải lo lắng chồng trước tiền đó. Kể từ bây giờ, ông chỉ muốn uống trà do cháu dâu Tini pha cho ông thôi.
Nhưng hôm nay Tenny không gia nhập vào gia đình này chỉ với tư cách là vợ Bát, mà còn với tư cách là một người thân của ai đó trong gia đình Banu Sali. Còn bé vừa là một người mẹ, vừa là người con dâu và cả chị của ai đó. Và bà vẫn luôn tin rằng Tenny khi bước vào gia đình này sẽ giữ lấy những mối quan hệ này bằng tình yêu, lòng khoan dung và sự tận tâm của nó đó. Sovereign đã nói đúng. Mối liên hệ trong hôn nhân sẽ gắn kết gia đình lại với nhau. Tenny à, từ giờ cô không còn giống như trước, không còn là cô gái chỉ nghĩ tới bản thân nữa. Từ hôm nay cô là một phần của gia đình Banu Sali, và cô nhớ phải luôn trân trọng những mối quan hệ này. Khoan đã, con chờ chút. Từ từ chứ con, chưa được vào đâu. Hôm nay con không bước vào như mọi ngày. Hôm nay là ngày con về nhà chồng. Con làm theo lời mẹ. Con đưa chân đá đổ cái bình này để xin thần linh cho con được bước vào nhà. Như vậy bước chân an lành của thần Lakshmi sẽ theo con vào nhà. Làm đi con. Cô đang định đi đâu vậy hả? Sân bay. Tôi đang định bay tới Nanita. Cô muốn đi Nanita sao? Tôi xin lỗi, nhưng mà tôi có thể hỏi cô không? Nhìn lướt qua thôi cũng biết cô là một người rất xinh đẹp. Vậy tại sao cô lại phải che mặt như vậy chứ? Anh để tôi xuống chỗ sân bay được rồi. Sao mình lại có cảm giác là anh ta lừa mình? Anh ấy cho mình đi nhờ xe là có mục đích khác. Thần linh ơi, đúng ra con chỉ đá nhẹ một cái cho nó ngã ra thôi. Con coi đi, bây giờ con lại đá nó giống như một trái banh vậy. Nè, thôi được rồi Bonnie à. Con có biết là con đang hù làm cho con bé sợ thế nào không? Tenny, con đừng lo lắng chuyện gì hết. Dạ con xin lỗi, do con vội vàng quá. Vì con thấy vui cho nên là con không kiềm chế được. Chà, Tenny, thím tha lỗi cho con. Vì thím biết con hơi bối rối cho nên mới làm như vậy. Vô nhanh lên. Nhưng mà nè, sao con lại sợ hãi chứ? Đâu phải là lần đầu tiên con bước chân vô nhà này. Con phải sợ chứ thím. Lúc trước con là bạn của bác, còn bây giờ con đã trở thành con dâu của nhà này rồi. Có thể là trước đây con đã nói những điều làm cho mọi người phải đau lòng, nhưng bây giờ mọi chuyện đã thay đổi, mối quan hệ cũng đã khác trước rồi. Con đang nghĩ gì vậy Tenny? Con có nghĩ rằng khi con đã có mối quan hệ với mọi người thì trách nhiệm của con đã tăng lên hay không hả? Nếu con nghĩ như vậy thì con đã suy nghĩ đúng rồi đó. Bởi vì đối với mối quan hệ mới này đây thì trách nhiệm của con là thay đổi. Chúng ta phải yêu thương quan tâm nhau. Tình cảm giữa chúng ta sẽ là mãi mãi bền vững. Dù cho hôm nay con có trở thành con dâu của nhà Banu Sali thì đối với tất cả mọi người, con vẫn là Tenny của ngày xưa mà thôi. Một người con gái mà mọi người đều yêu quý. Chúng ta đều mong rằng con vẫn chính là con, không thay đổi. Dạ con cảm ơn mẹ. Vì mẹ đã giúp cho con mất đi cảm giác căng thẳng vào lúc này. Nếu không thì con nghĩ chắc là con sẽ chết mất. Tenny, con đừng lo lắng chuyện này. Mẹ cũng học từ bà nội của con thôi mà. Con cũng sẽ học được mọi thứ khi ở chung với mọi người. Hai con vào trong nhà đi, nghi lễ cũng gần xong rồi. Đi thôi.
đầu tiên Sovereign đã đem ánh sáng đến ngôi nhà này bằng tình yêu thương của con bé. Bây giờ thì trách nhiệm này đã thuộc về con rồi. Nhưng mà cũng thật may mắn khi gia đình Banu Sali đã tìm được một người con dâu giống như Sovereign. Con đã tới đây và trở thành một phần trong gia đình này.